Xin giới thiệu với các bạn là đang theo dõi kênh xe điện motor điện. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn ba cái mẫu Jeep hàng nhập khẩu các bạn nhé. Cái loại này thì khả năng đàn hồi tốt, độ cứng cao. Jeep thì có bản tất cả đều là bản 6 phân các bạn nhé. Thì những cái nhíp lội thường thường trước mình bán là nhíp bản 5 phân, bản 5 cm, cái bản rộng này này. Đấy. Thì cái này nó là bản 6 các bạn nhé, các bạn phân biệt cho mình nhé. Bản 6 mặc dù nó cũng nhìn giống nhau đấy, nhưng mà về cân nặng và các cái kích thước nó khác nhau. Nhíp này là nhíp bản rộng 6, và bản dày của nó là dày 7 ly các bạn nhé. Thì những cái loại nhíp lội mình trước mình làm cho dòng nhỏ ấy thì là chỉ có dày 5 ly thôi. Bản thì là bản 5 cm. Đấy, lá nhíp mỏng hơn. Thì những cái loại này nó phù hợp cho các bạn làm những cái dòng xe tải trọng khoảng 1 tấn. Thì nó có những cái loại, ở đây có 3 loại. Một loại dài nhất gần dưới màn hình này, loại dài 90. Đấy, loại 90 này là 7 lá các bạn nhé. Loại 90 dày 7 lá, tiếp theo đến loại loại 85 5 lá, và một loại cuối cùng là cái loại 75, là loại này là loại 8 lá các bạn nhé. Thì cái loại 8 lá và cái loại 90 này phù hợp cho các bạn tải trọng thường xuyên là 1 tấn. Đấy, thì các bạn có thể dùng hai cái nhíp này được. Còn cái nhíp ở giữa này thì nó phù hợp cho các bạn tải trọng thường không thường xuyên 1 tấn các bạn nhé. Đấy, thì nó êm. Ví dụ như các bạn không không thường ít khi các bạn chở 1 tấn ấy, thì các bạn có thể sử dụng nó được, bởi vì nó bình thường khi các bạn chạy không tải ấy, nó êm, nó rất là êm. Thì đấy là nó có ba cái lựa chọn cho các bạn như thế. Đấy. Cái loại 8 lá ngắn ấy thì nó khỏe mà nó rẻ. Còn cái loại 7 lá dài 90 này thì nó cũng khỏe nhưng nó êm. Đấy, thì giá thành nó sẽ cao hơn. Còn cái loại 7 lá mà loại 8 lá mà dài 75 ấy thì nó cũng khỏe mà nó giá thành nó sẽ mềm hơn. Còn cái loại ở giữa này thì nó phù hợp với các bạn thường thi thoảng các bạn chở 1 tấn thôi. Còn không thì bình thường các bạn chở khoảng 4 đến 7 tạ thì nó êm. Sở dĩ nó có cái kết cấu vậy là bởi vì cái lá ở dưới này nó làm dày hẳn. Cái lá dưới này nó phải dày đến 1 cm ấy. Đấy, mục đích của nó làm không khít như này nè. Khi các bạn chở nặng ấy thì nó mới dùng đến cái lá cuối cùng này. Còn bình thường các bạn không chở hàng nhẹ ấy, thì nó chỉ dùng 4 cái lá trên này thôi. Đấy. Thì các bạn chở 5-7 tạ thì nó rất là êm. Thì đấy, có 3 loại này đều là hàng nhập khẩu hết các bạn nhé. Thì không phải là nhíp lội đâu, cũng không được phải là hàng của châu Âu, nhưng ít nhất thì mình cũng có thể khẳng định nó là hàng cao cấp. Đấy, so với thị trường Việt Nam mình thì nó cũng là hàng cao cấp rồi. Thì các bạn có nhu cầu mua loại nào thì xin liên hệ, hoặc là khi nào các bạn đóng cái xe ấy, thì bên mình sẽ lồng ghép cái bộ nhíp này vào một cái cấu hình nào đấy cho các bạn để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.